Thưa quý vị, tại Đồng Nai, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, tỉnh Đồng Nai đang kêu gọi người dân chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh đã triệt phá bắt nhiều đối tượng chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Cụ thể như vụ phá chuyên án bắt nhóm đối tượng chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, thu giữ 14 khẩu súng các loại cùng nhiều vật dụng để chế tạo súng tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa. Vụ bắt 3 đối tượng về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng tại huyện Tân Phú, thu giữ 12 khẩu súng kiểu dáng rulo tự chế và 155 viên đạn. Theo cơ quan chức năng, việc để các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tồn tại trong đời sống xã hội sẽ gây ra hậu quả khó lường. Do đó, đầu tháng 8 năm 2023, Công an tỉnh đã mở cao điểm vận động nhân dân, giao nộp và phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn toàn tỉnh. Công an tỉnh có thông báo khuyến khích vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong đó, mức chi thưởng từ 20.000 đến 1 triệu đồng tùy loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ giao nộp. Người dân muốn giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thì trực tiếp đến các địa điểm, công an các xã, phường, thị trấn, công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.